Thưa quý vị và các bạn, nhằm đẩy mạnh cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam và cũng tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại để hàng Việt đến tay người tiêu dùng Việt, cũng như là nâng cao vị thế hàng Việt trên thị trường, Bộ Công Thương vừa tổ chức thành công chương trình Tuần nhận diện hàng Việt 2015, Tự hào hàng Việt Nam. Để triển khai thực hiện tốt cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, nhiều năm qua, Bộ Công Thương đã phối hợp với các đơn vị liên quan, các hiệp hội ngành hàng đẩy mạnh công tác hỗ trợ doanh nghiệp trong việc hoạt động xúc tiến thương mại, tổ chức các hoạt động đưa hàng Việt về nông thôn, chợ truyền thống, các chương trình khuyến mại hàng Việt Nam như Ngày hàng Việt, Tuần hàng Việt, Tháng hàng Việt, v.v. Chương trình Tuần nhận diện hàng Việt năm 2015, Tự hào hàng Việt Nam lần này được tổ chức đồng thời trên cả 3 vùng Bắc, Trung và Nam, cũng không nằm ngoài chương trình hành động của Bộ Công Thương về việc triển khai thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Chương trình có sự tham gia của đông đảo các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh hàng Việt. Tuần nhận diện này làm nhằm làm sao tập trung tuyên truyền quảng bá cho các cái sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam với cái chất lượng cao, nó phải đáp ứng được các cái tiêu chí, thứ nhất là hàng Việt Nam, rồi cái thứ hai nữa là hàng Việt Nam có chất lượng, và cái thứ ba nữa là hàng Việt Nam có cái tính cạnh tranh cao. Tuần nhận diện hàng Việt 2015, Tự hào hàng Việt Nam được tổ chức với mục tiêu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động phổ biến sâu rộng đến mọi đối tượng để người tiêu dùng nhận thức được đúng chất lượng của sản phẩm hàng hóa Việt Nam, góp phần nâng cao sức cạnh tranh cho các sản phẩm Việt Nam, xây dựng thương hiệu và nhận diện hàng Việt. Cùng với đó là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong nhân dân, các đơn vị sản xuất, kinh doanh, các tổ chức kinh tế xã hội phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, ý chí tự lực tự cường, tự tôn dân tộc, xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam, bảo vệ người tiêu dùng và bảo vệ người sản xuất kinh doanh hàng Việt Nam chân chính. Đồng thời, chương trình cũng ghi nhận sự đóng góp của các doanh nghiệp đã nỗ lực không ngừng sáng tạo để tạo ra các sản phẩm Việt Nam chất lượng cao vì người tiêu dùng Việt, cũng như hướng tới người tiêu dùng toàn cầu. Chúng tôi cũng theo cái chương trình của Bộ Công Thương cũng tham gia với quy mô là 4 gian hàng tại hội chợ. Với những cái ngành hàng và các cái sản phẩm do các doanh nghiệp trong Tổng Công ty Thương mại Hà Nội sản xuất, một số sản phẩm tiêu biểu như sản phẩm gốm sứ Chu Đậu, các cái hàng hóa do Công ty Cổ phần Thủy Tạ, các cái sản phẩm do Công ty Cổ phần Vang Thăng Long sản xuất. Mục đích của chúng tôi đến hội chợ là nhằm quảng bá cái thương hiệu nước mắm Phú Quốc Thanh Quốc. Cái thứ hai là chúng tôi mong muốn là có cái cơ hội để chia sẻ với người tiêu dùng và nhận diện đúng cái nước mắm Phú Quốc truyền thống trên thị trường. Chương trình này bao gồm nhiều hoạt động xuyên suốt nhằm tăng cường các hoạt động truyền thông, quảng bá cho các sản phẩm Việt, giúp người tiêu dùng biết đến các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ uy tín, có chất lượng, các sản phẩm mới v.v. để người tiêu dùng biết đến hàng Việt. Thì chúng tôi nghĩ rằng chương trình này thì tuy là năm đầu tiên tổ chức, nhưng mà với cái phương pháp tổ chức cũng như là cái công tác tổ chức quy mô của Bộ Công Thương chủ trì thì chúng tôi cho rằng là một cái cơ hội rất là tốt cho các doanh nghiệp cũng như là với người tiêu dùng. Tôi tin là hội chợ này có cái sự ảnh hưởng tích cực đến cái hoạt động của doanh nghiệp, bởi vì cái công tác truyền thông làm khá là rầm rộ, và ngay bản thân trong quá trình làm chuẩn bị cho hội chợ này thôi, và chúng tôi cũng đã nhận được những tín hiệu từ phía khách hàng, có những khách hàng biết đến chúng tôi qua chương trình này. Theo kết quả điều tra dư luận xã hội do Viện Nghiên cứu Dư luận Xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương, đã có 92% người tiêu dùng khi được hỏi đã trả lời rất quan tâm và quan tâm đến cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. 63% tự xác định khi mua hàng hóa sẽ ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Điểm này cho thấy hàng Việt Nam ngày càng có uy tín và chất lượng. Tuy nhiên, để người tiêu dùng ngày càng hiểu và quan tâm hơn đến hàng Việt Nam, các doanh nghiệp cần tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng sản phẩm, hình ảnh của doanh nghiệp, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá sản phẩm nhằm góp phần nâng cao sức cạnh tranh, giảm nhập siêu cho nền kinh tế.